Chị muốn nói gì? Nói đại đi. Sáng giờ học hết 5 tiết, bụng tôi lép xẹp như chán ép vậy nè. Đã vậy còn làm mặt kênh kênh, đúng là khó ưa. Ủa, bộ mày nghĩ tao là quyển sách hay sao mà không biết đói hả mày? Nhưng mà nghĩ tới chuyện sáng nay là tao tức, muốn nó ngang luôn vậy đó. Bây giờ tao hỏi mày, tại sao cái lá thư tao viết cho mày lại rơi vào tay con nhỏ Phương Dung, hả? Chị hỏi tôi biết hỏi ai giờ? Mày nói nghe hay quá, nghe hay lắm luôn. Bộ mày tưởng tao là con nít dễ bị lừa lắm hả? Hay là mày cố tình chơi xấu tao phải không? À, tôi biết rồi. Tại vì lá thư nó có chân nên nó tự đi á. Trời ơi, cái thằng em này. Mày... Mỹ Chi, có chuyện gì mà hai đứa to tiếng với nhau quá vậy? Dạ thưa bác, con mới đi học về. Bác coi coi, nãy giờ chị có bị ai ám không? Mà lá lối sờm hết trơn á bác. Dạ thôi, con đi trước nha bác. Mỹ Chi à, con làm gì mà đanh đá quá vậy? Là con gái phải thùy mị một chút chứ con. Con la lối ôm sờm như vậy á, người ta đi ngang qua người ta nghe, rồi thêm thắt đủ điều, không có hay gì gì con đâu. Má mày nói cũng phải. Thôi, để chờ đó đi, dịp khác mình tính sổ với nó. Con coi con đó, cãi nhau mà tóc tai nè, lò xò xấu xí như là thị nở gì đó. Thôi, về nhà ăn cơm nha con. Hai chị em tụi con á, thiệt là... Trời, đến má mà cũng nói con giống thị nở nữa. Tại nó làm con giận trước chứ bộ. Đúng rồi, tại thằng Bảo chứ không phải tại con, được chưa? Nhưng mà con là chị, thì con phải độ lượng chứ. Nghe má nè, không được giận nữa nghe chưa? Con giận à, làm da mặt mình nhăn nheo xấu xí, không còn đẹp nữa đâu đó. Thiệt hả má? Ừ. Mình sống phải thiệt là vui vẻ thì mới trẻ trung xinh đẹp được chứ con. Bây giờ vô cơm ha. Con đừng để cho cái bao tử của con phải làm việc với cái bụng trống không như vậy. Cười như vậy phải đẹp không? Từ giờ phải học cái tính không được cằn nhằn như vậy nữa nghe chưa? Dạ. Vô ăn cơm với má ha. Để con vô lấy ba lô đó má. Lạ
làm gì ngồi buồn vậy con? Có gì bực không? Bực mình. Ủa, mà ai mẫn gì bực? Thằng Khánh á, má coi đó. Có ai như nó không? Nó làm sao? Nó cho bạn nó mượn sách, xong rồi bạn nó làm mất. Ha, nó không đền người ta. Mà con nói nó chứ, tại nhà bạn nó nghèo. Nổi điên không? Xài quan phí như cái kiểu của nó đó là của núi cũng hết nha. Là có mấy câu à, giờ không thấy mặt nó đâu hết á. Vậy thôi đó hả? Trời ơi, tưởng chuyện gì to tát lắm. Chuyện nó nhỏ xíu như con kiến à. Mà con làm nó bự ra như con voi. Nè, nó nói như vậy bay phải vui nha. Đằng này lại la nó làm sao? Trời đất ơi, vậy mà vui hả má? Vui chứ. Bây giờ nó còn nhỏ mà nó tiêu xài hoang phí như vậy, lớn lên rồi làm sao? Con nói thiệt á, con bực quá, con đưa luôn hai cái phong bì tiền của ba má nó gửi á, đưa luôn cho nó vậy đó. Cái thằng này thiệt á, nó có tính thương người vậy á, là bay phải thương nó nhiều hơn à nha. Phải vui à, không được trách à nha. Mà ta thấy có quyển sách chút xíu à, có nhiều gì đâu mà làm thấy ghê quá à. Cái vấn đề không phải là tiền nhiều hay tiền ít, mà con muốn nó tập á, là phải biết cách tiêu xài từ bây giờ. Thấy không? Để sau này nó lớn lên á, nó xài tiền một cách hợp lý. Nó nhiều quá, làm nó buồn rồi đó. Lên xin lỗi nó đi. Trời đất ơi, con là chú của nó mà kêu con xin lỗi nó hả? Ngược ngạo vậy? Không có ngược đâu hen. Bộ làm chú, làm cha, làm mẹ là có lỗi không biết xin lỗi hen. Hả? Quan niệm sai lầm nghe con. Má nè, có lỗi với con bao nhiêu lần cũng xin lỗi con, thấy chưa? Lên xin lỗi nó đi. Không lên xin lỗi nó phải không? Đi lên xin lỗi nó đi, còn không xin lỗi đó hen. Nó không ra ăn cơm đó hen. Tao không ăn luôn. Ai đói biết. Ăn cơm đi. Không ăn, không cần Khánh tao không ăn. Lên xin lỗi nó đi. Trời trời. Trời ơi. Vậy mà con cứ tưởng má xảy ra chuyện gì chứ. Về nhà đi kiếm má khắp nhà mà không thấy đâu hết. Con khờ quá. Làm sao mà có chuyện gì xảy ra với mẹ được? Thì tại vì mỗi ngày đi học về, lúc nào con cũng thấy má chuẩn bị hết cơm nước rồi. Mà hôm nay đi học về, coi nồi niêu trống trơn à. À, tại lúc má nấu cơm, phát hiện hết gạo cho nên má đi mua. Dạ. À má, tới hạn đóng học phí của con rồi đó má. Má cho con tiền đóng học phí nha. Để vài hôm nữa mẹ sẽ đưa tiền cho con đóng. Thôi, mẹ đi nấu cơm đây. Dạ. Lạ quá. Xưa giờ chưa có khi nào mình phải nhắc má chuyện đóng tiền học hết. Má toàn đưa trước cho mình. Vậy mà. À, má, để cơm con nấu cho má. Ngồi dậy. Sao không xuống ăn cơm? Giận chú hả?
Tại vì á, chú sợ con chi tiêu tiền bạc không có hợp lý. Riết rồi con quen, sau này con lớn lên á, rồi con không có sửa được. Con hiểu không? Dạ. Chứ không phải là chú chi ly tính toán ba cái cuốn sách đó đâu. Dạ. Thôi được rồi, cho chú xin lỗi, được chưa? Đi xuống ăn cơm đi. Con không ăn cơm, bà nội bà không chịu ăn cơm kìa. Mà bà nội không ăn á, là chú Út cũng không ăn đâu. Dạ, con biết rồi. Đi. Lẹ lên, bà nội bà chờ kìa. Bà quạo quá. Quỷ. Sao vô mà không lên tiếng? Làm có ngày tôi chết đó, thì mẹ của bà không có đền cho mẹ tôi được đâu nghe. Có gì đâu, tôi đẹp vậy nè, thì thế tôi vô chỗ của bà cũng được vợ. Vậy thì lỗ rồi. Tại vì bà ăn nhiều hơn tôi gấp mấy lần luôn á. Không dám đâu. Mà làm gì mà cắm cúi mà chăm chú dữ vậy? Có người vô nhà mà cũng không biết luôn. Lỡ ăn trộm vô rồi sao? Thì làm bài tập cho ngày mai, chứ còn làm gì nữa. Trời ơi, xiên quá ta ơi. Lớp trưởng có khác ha. Thôi, không có nói móc méo tôi nữa. Ủa, bà nói 2 giờ tới mà, sao giờ này tới rồi? Thì bạn Dung tới, rủ bạn Tâm đi ăn chè không được hả? Rồi xong mình vô trường mình làm báo tường luôn. Ừ, vậy thì để tôi đi vô, tôi thay đồ nha. Ừ, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Không có đợi lâu đâu á nha. Ừ. Ôi ơi, đau quá. Có sao không? Ê, hai người đuôi sao mà đâm thẳng vô tôi hả? Cứ bà mấy đuôi bà ngon mà nói lại coi. Chi, bà có sao không? Sao chăng cái gì? Chạy hết rồi nè. Cả con đường rộng vậy không đi, nhắm cho tôi mà tông vô vậy? Thôi, chúng ta đều là bạn cùng lớp mà. Trong chuyện này á, cả hai đều có lỗi. Tụi mình bỏ qua cho nhau ha. Bà để đó tôi. Cái đường này á là nhiều người đi, chứ không phải cho một mình bà đâu ha. Đụng vô người ta không biết phải trái, còn đứng cãi nữa, đổ lỗi cho người này người nọ. Tôi nói cho bà biết nha, tôi không có hiền như Nhã Tâm đâu mà để bà ăn hiếp như vậy. Thôi, bà đừng có tranh cãi với Mỹ Chi làm gì nữa. Bỏ là bỏ làm sao? Chứ mình nữa hả? Mình lại mình nói chuyện đàng hoàng, cứ chửi với mặt mình vậy đó, sao chịu được? Ta lại nói chuyện đàng hoàng mà, sao bà cứ lớn tiếng với người ta hoài vậy? Bà là người có lỗi chứ bộ. Còn nhiều bỏ qua đi mà. Có sai thì phải xin lỗi chứ. Mà còn lớn tiếng nữa là sao? Con người không biết điều. Ủa, hai người nghĩ lại đi nha. Hai người đụng tôi nha, chứ tôi đâu có rảnh đụng hai người. Bà đụng hai tôi thì có. Rõ ràng là sao mà còn nói gì nữa. Thôi, tụi mình học chung lớp mà. Trong chuyện này ai cũng có lỗi hết á. Coi như mỗi người nhường nhịn nhau chút đi. Bà đừng có cản tôi. Bữa nay hả? Không cho nó bài học. Thôi là Phương Dung nữa. Dung. Mày ngon mày nhào vô đi. Nè, nhào vô đi. Có gì đâu sợ. Mày ngon. Mày nhào vô. Thôi, chị đừng có dạy mà thách thức Phương Dung nữa. Tôi không có cản được Phương Dung đâu nghe. Thôi đi Dung, đừng có trẻ con nữa. Tha cho nó đi, tụi mình là người lớn hết mà. Lần sau á, đi xe đạp bà đừng có đi nhanh như vậy nghe. Nguy hiểm lắm. Hôm nay á, bà gặp tụi tôi là bà may mắn lắm rồi. Nếu mà gặp người khác á, tôi cũng không có dám tưởng tượng á, là chuyện gì sẽ xảy ra với cái thái độ ngang bướng của bà. Thôi, tụi mình coi như là không có chuyện gì xảy ra ha. Bỏ qua hết ha. Nhưng mà mình không có lỗi gì đâu. Mắc mớ gì phải xuống nước với nó chứ. Với cái hạng người này á, không có nếm mùi là không biết sợ mà. Thôi, đừng bận tâm là lỗi của ai nữa. Không có ai bị thương là được rồi. Nói thiệt á, là mình cũng giận lắm. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, Chi nó cũng bị thương rồi kìa. Thôi coi như đây là bài học cho Chi mà. Đáng đời. Với người khác thì được, nhưng mà với nhỏ này á, mình không có nhìn nó được. Nhìn nó là nó làm tới á. Dung,
Thôi mà, bỏ qua đi. Bà muốn cãi nhau tới chiều hả? Không có ăn chè với tôi nữa hả? Coi như chậu chè này tôi khao ha. Hoài. Tức thiệt chứ. Cô ơi, cho con 2 ly trà đá. Sao vô đây lại uống trà đá? Cho hạ quả. Thôi anh chè đi. Trà này con. Cô cho con 2 ly chè luôn cô. Ừ, đợi cô một chút. Mà tôi bực bội ghê, mình không có làm gì sai, tự nhiên cái bà đi xin lỗi nó. Thôi mà, bà bớt giận đi. Nhăn nhó vậy á, hết đẹp luôn á. Bà đã hạ quả chưa? Đây, của 2 con nè. Chè mang ra rồi kìa. Bà ăn đi, rồi còn vô trường làm báo tường nữa. Khánh Khánh. Dạ. Hay là để cho chú chở con đi, chứ đường xá ở đây con đâu có biết, lỡ lạc làm sao. Ừ, đâu có sao đâu chú, con tự đi được mà. Ủa đi đâu con? Nó đòi đi nhà sách, mua sách. Mà con nói để chở nó đi, nó không chịu là không chịu à. Thôi chú bà nói đúng đó con. Để chú bà đưa đi. Nội. Nội với chú yên tâm đi, con đâu có lạc đường đâu. Với lại con thấy đường ở dưới quê đâu có nhiều bằng đường ở trên thành phố đâu mà chú lo. Với một phần là con cũng muốn tự lập, tại vì con lớn rồi. Hay quá, giỏi quá. Chứ không phải anh sợ em đi với anh ra đường người ta cười anh chứ gì. Chị của chú Ba mới hiểu con thôi. Trời, vậy là nó nói là con mà đi với nó người ta tưởng em nó đó má. Ừ, con. Thì nó nói đúng rồi. Trời gì má. Không phải đâu chú Ba. Ý con biết là... đường không? Biết chứ. Con nhất là về đường xá nha. Con chỉ cần đi một lần là con nhớ hoài luôn á. Đi mà lạc là ráng chịu, đừng kêu em đi kiếm nha anh. Dạ, thưa nội con đi. Thưa chú con đi. Nè con. Nhanh về ăn cơm nha con, canh chua cá lóc nha con. Dạ, con biết rồi. Đó. Cứ để cho nó đi. Cứ để cho nó thoải mái. Thấy không? Nó tự lập thì cuộc đời của nó sau này nó mới đứng vững trong cái xã hội. Thấy không? Cứ để nó khám phá đường xá. Đó. Khám phá cả cái xã hội, cả thế giới này. Hay quá à. Cho nó đi mình á. Lỡ có chuyện gì xảy ra, đừng có nói làm sao á. Chuyện gì xảy ra? Không có cái chuyện gì xảy ra được hết trơn. Có gì á là Gì trời, sao lúc nào nó cũng không có tin vào người khác là sao? Cứ để cho nó thoải mái lạc gì mà lạc. Mà sao nó nói làm tôi cũng thấy lo ta. Chị làm gì mà chị chạy như ăn cướp vậy hả? Trốn nợ ai hả? Xem chút xíu gây ra án mạng rồi biết không? Thằng kia, tao có đụng vô mày đâu, sao mày nói nhiều quá vậy? Đồ con trai lắm lời. Chị đúng là ngang như cua. Tôi mà không lách qua bên này á, chắc chị cho tôi lên mái nhà á. Đồ con gái khố ư. Ê, mày dám ăn nói chị mày vậy hả? Đồ thằng em bất trị. Chị mới đúng là đồ bất trị á. Đã đụng vào người ta còn không nói lời xin lỗi nữa.
Ờ, tao là vậy đó, rồi sao, làm gì được tao? Hử? Mai á, chị là chị họ tôi á. Nếu không là tôi cho chị một trận rồi á. Cho đi, giỏi cho đi. Đúng là xui xẻo, xui xẻo cho ai mà yêu chị á. Tôi không có tốn cà lo cãi nhau với chị đâu, tôi đi á. Trời ơi, tụi bay hả, lại hẹn hò nhau đú đỡn cái gì? Vừa mới đụng với hai con kia ngoài đường, về nhà gặp bản mặt của mày nữa. Nè, chị cẩn thận những lời nói của mình nghe chưa? Ủa, bộ tụi bay thông ngôn với nhau hết sao? Mà đứa nào nói chuyện với tao giống như chen nhau hết trơn hết vậy? Chị vừa nói ai thông ngôn, hả? À, chắc là vừa đi gây sự với ai vậy, đúng không? Nhìn cái mặt biết liền. Ủa, tao mà thèm đi gây sự với tụi nó hả? Tụi nó gây sự với tao trước mà. Ủa, cái tai bị gì vậy? Có chuyện gì hả? Đúng là xui mà. Vừa mới đi ăn chè về, quẹo vô khúc cua, tông vô hai con kia là tao té đau muốn chết luôn. Không chịu xin lỗi tao, còn nói tao giành đường hai đứa đó nữa. Mày coi có tức không? Đúng là trời phạt, chờ cái thối đi ăn mà không đủ. Mày thấy tao bị vậy mày còn cười được nữa hả? Thôi, tôi không có nói nhiều với chị nữa, tôi đi đây. À, mà tôi nói chị nghe nha, chị phải tranh thủ đi qua bác tài khám đi nha, rồi xin thuốc. Không thôi hả, chị không có tưởng tượng ra được cục một tay nó như thế nào đâu. Trời, không lẽ vậy là thiệt sao trời? Không có được. Thà tin là tháo tay còn hơn sau này hối hận. Mình phải qua nhà bác sĩ Tài lấy thuốc mới được. Nhìn tổng thể cái tờ báo này đi. Bà có thấy là năm nay lớp mình đặc biệt trang trí đẹp hơn mọi khi không? Tôi đảm bảo thế nào cũng trên giải về cho mà coi. Tin tôi đi. Công nhận là năm nay mình làm đẹp hơn năm ngoái ha. Rõ ràng. Nhưng mà nói gì thì nói, tại đây cũng là tờ báo cuối cùng của đời học sinh tụi mình. Cần phải làm một cái gì đó để đời luôn. Tự nhiên á hả, nhắc tới chia tay nghe buồn chết luôn à. Không biết là mai mốt ra trường rồi á, tụi sao? Mình còn có thời gian ngồi dễ dời đi ăn chè hay gặp nhau vậy không ta? Khó mà biết được lắm. Mỗi người đi theo mỗi hướng. Mà chắc tôi với bà thế nào cũng không xa nhau đâu ha. Phải không? Ừ thì cũng đúng, tại tụi mình chung sớm với nhau mà, muốn không gặp bà cũng khó. Ê ê, bà tính thi trường gì vậy? Tôi nói này bà đừng cười tôi nha. Nói đi. Cái này là ước mơ của tôi. Tôi muốn trở thành bác sĩ để mai này chữa bệnh cho mọi người trong xóm. Bà biết đó, trong xóm mình mọi người bị bệnh rất là nhiều mà đâu có tiền đi bác sĩ đâu. Tội lắm. Điển hình là một người công dân tốt. Tôi không ngờ bà âm thầm lặng lẽ vậy mà mơ một giấc mơ to lớn. Nè, vậy chứ còn bà thì sao? Bà tính sẽ làm cái gì? Tôi hả? Tôi không có giấc mơ đẹp như bà đâu. Tôi ước mơ sẽ là hướng dẫn viên du lịch, được đi nhiều nơi, được gặp nhiều người. Chỗ vậy mới thích. Ừ, vậy chúc ước mơ của tụi mình thành sự thật ha. Tôi hy vọng là như vậy. Ừ. Ê, bà nhìn thử cái chỗ trống ở giữa này nè, dễ gì vô được.
Cái này cũng khó nha. Nè, hay là để mai tụi mình lên lớp, mình hỏi ý kiến của các bạn coi. Cũng được. Ừ? Ê mà sao kỳ quá à. Quầy bảo ông hẹn với tụi mình mà sao giờ này chưa tới nữa. Cái kiểu này chắc là ngủ nướng rồi nè. Ê, không có cười nham hiểm nha. Ê, tôi cười là chuyện của tôi nghe. Làm gì mà có vẻ nhột quá vậy? Hay là trong đầu bà đang suy tưởng cái gì hả? Khai thiệt đi. Nghĩ gì mà nghĩ. Công nhận nha, lớp mình á vừa mới có thêm một thành viên mới. Cũng vui, cũng lạ. Thấy cũng có nhiều cái hay hay. Ví dụ như là học giỏi nè, mà đẹp trai nè, đúng không? Nhưng mà uổng là gắn hai cái đít trai bự gì nè. Hả? Nên giảm đi 50% á. Mà nói gì vậy? Thì sức hấp dẫn bị giảm đi đó. Công nhận bà lãng chuyện cũng nhanh quá ha. Chuyện bà nói ra không có ăn nhầm gì tới chuyện mà tôi cần biết hết á. Mà thôi, tôi tha cho bà nghe. Tính tôi hay thương người. Nè, mà bà nói cũng phải á. Công nhận hắn học giỏi thiệt á, nhưng mà lạnh lùng, tách biệt với mọi người quá. Chắc đó là phong cách của người Sài Gòn quá. Bây giờ hả, tới tôi cười lại bà một cách nham hiểm rồi đó nha. Nhưng mà bà đừng có lo, cái đó biết đâu là phong cách sống của người Sài Gòn, sao ai biết được. Ta sống không có quan tâm tới ai hết á. Tôi cũng từng lên thành phố thăm ba tôi rồi mà. Đợt trước tôi ở trên đó cũng ở được một thời gian dài, thấy mọi người cũng sống chan hòa lắm mà. Nói chung á, ở đâu cũng có người này người nọ. Bà đừng có quơ đũa ca nắm như vậy, không có tốt đâu nghe. Tội nghiệp ổng. Trời ơi, tội nghiệp ổng. Thấy ghê không? Ủa, dạ thưa con. Bà à. Có bác sĩ Tài ở nhà không bà? Có con ở trên á, con lên khám đi. Bị sao vậy con? Dạ. Thôi lên khám đi, lên lẹ dạ, đi. Dạ dạ. Dạ thưa bác sĩ. Chào con vào đây. Bác sĩ ơi, bác sĩ cứu cái tay con với. Con muốn trở thành là người bị cụt tay đâu. Bác sĩ coi con xinh đẹp vậy nè. Con mà bị cưa mất cánh tay, chắc con tự tử con chết luôn á bác sĩ. Bác sĩ cứu con với. Bình tĩnh lại. À con bị té hả? Trời. Bác sĩ coi cái tay con có bị gì không? Không may mà nó bị nhiễm trùng á, là con bị cưa mất cánh tay luôn á. Bác sĩ cứu con đi bác sĩ. Nghe chú nói nè, con bình tĩnh đi. Con chỉ bị xây xát nhẹ thôi. Cái này ngoài da thôi, hiểu không? À, để cho chú rửa vết thương ha. Xong rồi cho thuốc con, rồi con uống. Vài ngày là con sẽ bớt lại thôi. Nhưng mà bác sĩ cứ kiểm tra thật kỹ lại giùm con đi. Chứ con sợ thiệt luôn á. Nè, không có gì phải sợ hết á. Chú đã xem kỹ rồi. Ha? Không có bị cưa tay đâu. Ha? Bác sĩ đang cố tình nói lời an ủi con đúng không? Con coi rất là nhiều phim rồi. Con thấy không có phim nào bác sĩ nói thiệt với bệnh nhân hết á. Trời, bác sĩ đúng là thấy chết mà không cứu mà. Chú nói là không có sao hết nha. Thôi bây giờ vậy, chú sẽ cho cái toa thuốc nha. Rồi chạy ra nhà thuốc mua để uống nha không? Dạ. Đây. Đó. Nè, cầm cái toa thuốc này chạy ra nhà thuốc mua. Uống một ngày 3 lần
Dạ. Xong con mua cái tiếp thuốc này, con thoa lên mỗi ngày nghe, rồi dạ, nó sẽ mau lành thôi. Dạ dạ. Nhưng mà trước mắt là để chú rửa cái vết thương cho con. À, không cần đâu bác sĩ. Hết bao nhiêu tiền bác sĩ? Thôi được rồi, có làm gì đâu lấy tiền của con. Vậy con cảm ơn bác sĩ nhiều nha. Nè, nhưng mà phải nhớ rửa cho sạch sẽ. Dạ dạ, con biết rồi, con rửa mà, con rửa, con biết rồi. À, dạ dạ. Nè, con không để chú rửa cho. Trời, có thuốc rồi về nhà nằm giọng cho nó sướng. Mấy đứa nhỏ giờ khó hiểu thiệt á. Ê, bà làm gì vậy? Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy hả? Bộ thấy tôi đẹp quá phải không? Trời, bà nghĩ sao vậy? Nếu mà nói về nhan sắc là phải là tôi chứ không phải là bà đâu ha. Thôi đi bà, tôi vậy là con gái 100% nha, chứ không phải là cái thằng đàn ông nào đâu. Cô chớp chớp mắt vậy. Có mấy cọng lông mi thôi. Cẩn thận chớp một hồi nó rụng hết á, không có gì làm vốn đâu. Du Duyên. Bà hả? Không có biết thưởng thức nhan sắc của người ta vậy hết á. Mà nói đi cũng phải nói lại, sao mà có người cứ bên người nào đó chầm chạp à. Mà rõ ràng là tôi thấy nha, cái người đó đó đang á hả, xoán vị trí đầu lớp của bà luôn. Vậy mà cũng cứ binh. Ủa, có vậy mà cũng thắc mắc nữa hả? Tính tôi á, công tư phân minh, ai học giỏi á, tôi đều mừng cho họ hết á. Tôi coi á, đó là cái đích để mình phấn đấu. Ồ, cao cả quá. Hay là hả, đằng sau đó còn ẩn chứa cái gì đó làm sao? Tôi là tôi thấy nghi nghi cái gì rồi nha. Bà nghi gì? Lòng dạ bà hả, đa nghi như Tào Tháo vậy đó. Du Duyên, người ta thường nói á, khi mà có tình cảm á, thì con người mình nó mới như vậy. Tôi chắc chắn là bà đang cảm nắng rồi nè. Thường Nguyễn, hết chuyện rồi hay sao á mà nói tôi cảm nắng ta vậy? Chứ còn gì nữa. Nhìn mặt bà kìa. Cái mặt của bà nó đang phản lại chủ á. Mặt tôi làm sao? Nè, cầm đi, nhìn đi, rồi tôi tả cho bà nghe. Ửng hồng lên, rồi đôi mắt thì long lanh mỗi khi mà nhắc đến tên của người ta á. Vậy không thích chứ lạ gì. Nè Đồ Quỷ, thì ra nãy giờ bà đang chọc tôi phải không? Ủa, giờ mới biết đó hả? Nhưng mà thật ra là tôi đang giúp bà nhận ra sự thật thôi. Thôi, không giỡn với bà nữa, ăn trái cây đi. Ừ, có hả? Xấu nha, có mà giấu bạn bè nha. Nè, ăn đi. Hả? Trời đất ơi, bà nè, bà đứng im đó. Bà đứng yên không? Không. Đứng yên không? Không. Nè, nè, nè. Đúng nè. Đâu? Tôi chết rồi. Ờ, Dung ơi, tôi đâu biết đâu. Chị ơi, chị cho em hỏi, ở đây có sách ôn thi nào mới không chị? Anh đi thẳng lên trên chút xíu là có. Dạ, em dạ. Cảm ơn chị. Ở nhà sách này không có chuyện gì sao? Nếu mà làm như vậy thì mất mặt Hải Long này lắm.
có cách rồi. Tôi không biết đâu nha. Chết rồi, lỡ trúng thầy cô chắc tôi tiêu luôn quá à. Cũng may á là tôi có giỏ, không là nãy tôi lãnh đủ hết á. Ê, nhưng mà chờ đã. Chờ gì? Chờ đưa người ta đi cấp cứu hả? Xui quá. Sao tự nhiên á tôi cầm hộp xoài chọi bà chi nữa. Để giờ bà chọi lại tôi rồi trúng người ta. Tất cả tại bà hết á. Tự nhiên ghép đôi tôi với người ta chi. Thôi vô duyên, tại bà mới đúng á. Không phải, hồi nãy á tôi nghe cái tiếng la nó quen lắm luôn á. Quen không? Quen. Thiệt hả? Thôi, không mấy bây giờ. Ngồi xuống. Giấu quạch xoài, giấu liền. Bây giờ mình ngồi đây coi như là mình không biết gì hết trơn. Chưa từng có chuyện gì xảy ra. Rồi bây giờ dễ. Nè, hay là mình ra ngoài rồi mình coi ai bị. Thôi, không có ngu. Thôi. À! Ê, tôi không có chọi nha. Chết rồi, hay là nãy giờ bà chọi người ta bất tỉnh, bây giờ người ta mới kêu được. Thôi, gom đồ về Tâm ơi. Ở đây nguy hiểm. Thôi, chọc bà đó. Tôi có nghe gì đâu. Sao đột nhiên tự dưng đứng lại, không đi tới nữa ta? Lỡ nó quay lại thì sao? Thôi mà đang nguy hiểm quá à. Tôi không ở lại đâu, đi về đi. Mình đã làm ở đây rồi, mình làm luôn đi. Ê, cái này tôi không có biết đâu nha. Hoài Bảo. Ôi, đau quá, có ai cứu tôi không? Ủa, ông làm gì mà sao lại ngồi đó vậy? Tôi muốn vô lắm mà không có vô được. Ủa, sao vô không được? Ai biết đâu. Tôi định đem nước với trái cây cho hai người ăn nè, mà ai quăng hộp xoài vô mắt đau à. Chết rồi. Bảo, xin lỗi nha. Tôi tưởng chọi trúng ai. Ai về ra trúng ông hả? Quá ra là bà rồi. Nghĩ sao chọi học xoài cho mắt tôi giờ đau á. Đau mắt giờ bông gân luôn rồi. Ủa gì kỳ vậy? Đau mắt mà bị bông gân là sao? Thì đó, đau mắt không thấy đường, đi dấp té bông gân. Hả? Cuối cùng mình cũng đã chơi được nó rồi. Cho mày đáng đời. Mò tùm lum mò chân người ta đó anh. Bắt hắn đi, đồ mặt dạng mày vậy. Em trong mặt mày sáng sủa như vậy mà cậu làm chuyện như vậy hả? Em không em bị quan em bị nó xạo đó. Bắt nó đi anh. Không có đâu anh ơi.
Anh ơi, em bị quan. Em đi. Em đâu có làm gì đâu anh. Đi gặp giám đốc. Đi. Anh ơi, em lên. Em quan thiệt mà anh. Mời gọi theo tôi. Em... Anh ơi, em bị quan. Quan gì mà quan gì nữa. Em bị quan, em đâu biết gì đâu. Đi. Đau quá à. Trời ơi, thấy tôi đau còn không đỡ tôi vô còn ngồi đó nữa à. Quên, quên. Thôi đi vô, đi vô, đi vô, đi vô. Trời ơi, đau quá à, nhẹ nhẹ. Đây, đây, vô, 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 vô. Rồi, 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 vô, vô. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Rồi. Dung đi đâu vậy, bỏ rơi tôi à. Hả? Không có sao đâu. Sướng thiệt, tự nhiên có hai người đẹp chăm sóc mình, vậy còn gì bằng. Đây đây, tôi coi coi. Dạ. Tôi coi thử có sao không vậy? Tôi coi coi. Thôi, đừng đụng vô. Thôi thôi. Dung ơi, hay là bà đi xuống phòng y tế, mượn chai dầu gió coi. Ờ, bảo đợi Dung chút nha. Bảo ơi. Coi cái chân đau đâu. Đây nè. Nhẹ nhẹ Tâm ơi. Ủa, đau vậy? Quá Tâm ơi, đau quá. Tôi xin lỗi nha. Tôi không biết ông đau dữ vậy. Ủa, sao kỳ vậy ta? Mình rời nhẹ hiều à, mà tự nhiên la đau là sao? Chắc chắn là tên này giở trò vậy đây. Bà có sao không? Đỡ đau chưa? Dạ thưa giám đốc, đây là người có hành vi khiếm nhã cho chị khách hàng nữ đó ạ. Dạ không, không phải gì đâu giám đốc. Quan cho cháu lắm chú ơi. Cháu không phải là người như vậy đâu chú. Giữa chốn đông người mà dám giở trò sạm sỡ. Chứng cứ rành rành như vậy mà còn chối, kêu quan cái nỗi gì. Được rồi, cứ để cậu bé ở đây, hai cậu ra ngoài làm việc tiếp đi. Dạ. Cháu nói cháu bị quan thì hãy trình bày rõ sự việc để chú nghe. Thưa chú, là lúc mà cháu lựa sách xong á thì cháu tính đi ra tính tiền, thì tự nhiên cháu bị trượt chân té ngã. Lúc đó mắt kiến của cháu văng ra nên cháu đâu có thấy gì đâu, rồi cháu mới mò mẫm để tìm mắt kiến. Sau đó cháu tìm một hồi cái tự nhiên cháu lỡ đụng trúng chân của cái chị đó, rồi chị ấy hiểu lầm cháu là cháu đã sàm sỡ chị, chứ cháu không phải vậy đâu chú. Như lời cháu nói là ngay chỗ cháu đứng có vũng nước. Dạ. Rồi khiến cho cháu bị dấp rồi té ngã, làm dạ. rớt cái kiến của cháu đúng không? Dạ đúng là như vậy đó chú. Nếu mà chú không tin cháu á, chú có thể kêu nhân viên ra coi để kiểm tra lại. Thôi để cho công bằng thì chú cho nhân viên kiểm tra lại. Dạ cháu cảm ơn chú nhiều. Con đường dòng mờ, khung trời xanh, mai truyền thân yêu, dọn lời trên mi núi.